Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Sống Khỏe và Sống Tốt. Định luật 28 hay còn được gọi là nguyên tắc 80-20, nguyên tắc Pareto. Định luật này thường được áp dụng trong lĩnh vực tài chính do Vinfero Pareto tìm ra năm 1897. Đây được coi như một quy định ngầm mang ý nghĩa đại đa số mọi thứ trong cuộc sống không được phân phối đều nhau, trong đó khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, các chuyên gia đã vận dụng nguyên tắc này vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe một cách linh hoạt hơn. Để sống khỏe hơn, bạn không cần phải truy cầu sự hoàn mỹ 100% nữa. Bạn chỉ cần nỗ lực 80% là đủ. 20% còn lại, bạn được quyền buông thả một chút, như sử dụng những thực phẩm ít lành mạnh hơn, cho phép bản thân đôi lúc được lười biếng và tận hưởng niềm vui của sự thoải mái đó. Hơn thế nữa, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng 20% là do các yếu tố bên trong như chủng tộc, giới tính, gen, và 80% là do các yếu tố bên ngoài như thói quen, chế độ ăn uống và tính cách. Nói cách khác, 80% tuổi thọ của con người thực sự là do chính họ quyết định. Do đó, việc áp dụng định luật 28 để sống khỏe mỗi ngày nhanh chóng được Hội Yêu Sức Khỏe hưởng ứng và nhận về những phản hồi tích cực. Chính vì vậy, hãy cùng tìm hiểu xem vì sao nguyên tắc này được yêu thích như thế và chúng ta nên nắm bắt quyền kiểm soát 80% tuổi thọ này như thế nào nhé. Chế độ ăn 2 tinh 8 thu. Đồ ăn quá tinh là đặc điểm trong phong cách ăn uống của người hiện đại. Đây cũng là nguyên nhân khiến con người dễ mắc bệnh thịnh suy như đường huyết cao, tiểu đường, béo phì, các vấn đề về sức khỏe tim mạch. Mặc dù thực phẩm tinh tốt cho tiêu hóa, nhưng những thực phẩm này có hàm lượng carbohydrate cao và giá trị dinh dưỡng thấp, cho nên đây không phải là lựa chọn hàng đầu cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Do đó, ngũ cốc thô chính là lựa chọn tối ưu cho sức khỏe, vì thực phẩm thô có thể cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng phong phú, lại giàu chất xơ, có lợi cho nhu động đường tiêu hóa. Yến mạch, kiều mạch, đậu nành và các sản phẩm ngũ cốc thô khác có thể giúp kiểm soát và giảm lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và béo phì, đồng thời giúp răng chắc khỏe. Tuy nhiên, nếu khẩu phần ăn chỉ có ngũ cốc nguyên hạt thì cũng ảnh hưởng đến tiêu hóa và tăng gánh nặng cho dạ dày. Do đó, lời khuyên cho bạn là nên ăn thô 8 phần mà thôi. Mặc quần áo 2 lạnh 8 ấm. Vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, bạn cần phải giữ ấm kịp thời. Tùy theo sự thay đổi của thời tiết, không được mặc thời trang phăng thời tiết. Đặc biệt, phải giữ ấm gan bàn chân, khớp và bụng. Hơi lạnh thường xâm nhập vào cơ thể từ gan bàn chân và bụng. Hai bộ phận này nếu không được giữ ấm đúng cách, bạn sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Nếu phần lạnh ở trong khớp thì tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn. Sau này, khớp dễ xuất hiện các di chứng như viêm, đau khớp. Đây là nguyên tắc đặc biệt quan trọng với người lớn tuổi, vì nếu xương khớp không khỏe sẽ dễ dẫn đến bị ngã và kéo theo nhiều hệ lụy khác. Tuy nhiên, đừng giữ ấm bằng cách mặc quần áo quá dày, vì quần áo dày không dễ tản nhiệt nên một khi nhiệt độ cơ thể thay đổi rất dễ bị cảm lạnh. Hơn nữa, mặc quần áo quá dày sẽ khiến mồ hôi tiết ra nhiều, dẫn đến cơ thể bị âm dương. Ngoài ra, việc giữ ấm quá mức sẽ khiến khả năng chống lạnh và miễn dịch của cơ thể bị giảm sút, từ đó dễ bị cảm lạnh và ốm vặt. Bên cạnh đó, hơi lạnh có thể kích thích cơ thể con người, thúc đẩy tuần hoàn máu, nâng cao khả năng chống lạnh của cơ thể, có lợi cho sự vận động của khí và huyết trong cơ quan nội tạng. Vì vậy, quy tắc 28 này cực kỳ quan trọng trong việc mặc áo quần, đặc biệt khi mùa đông đang gõ cửa. Bệnh tật, điều trị 2 phần, phòng ngừa 8 phần. Hầu hết mọi người đều đổ xô đi khám chữa bệnh sau khi bệnh đã đến, thậm chí còn dồn cả tính mạng vào bệnh viện với hy vọng chữa khỏi bệnh, cứu sống bản thân. Tuy nhiên, đây là thái độ, thói quen sai lầm. Bởi vì khi bệnh đã xuất hiện thì mới tiến hành điều trị. Lúc này dù có chữa khỏi thì cũng gây tổn thất rất lớn cho cơ thể và sức khỏe kém đi rất nhiều so với trước đó. Chính vì thế, thái độ đúng đắn đối với bệnh tật chính là điều trị 2 phần, phòng ngừa 8 phần. Bởi nếu chúng ta dành 80% sức lực
vào việc phòng bệnh thì bệnh sẽ không tìm đến bạn. Ông cha ta từ xưa đã có câu: phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó là phương châm sống đúng đắn mà chúng ta nên học hỏi. Phòng bệnh một mặt là ngăn ngừa những bệnh có thể xảy ra, mặt khác đối với những bệnh đã xuất hiện cần đề phòng khả năng diễn biến xấu ở giai đoạn tiếp theo, ngăn ngừa biến chứng. Ăn uống 2 đói 8 no. Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng đói nhẹ giúp ngăn ngừa một số bệnh thông thường, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ cho con người. Để chứng minh luận điểm này, các nhà khoa học đã tiến hành các thí nghiệm tương tự trên một số con chuột và đưa ra kết luận những con chuột thí nghiệm bị bỏ đói một chút có thể chất tốt hơn, trái tim khỏe hơn và khả năng miễn dịch mạnh hơn so với những con chuột thí nghiệm được cho ăn đầy đủ. Các nghiên cứu bệnh lý quốc tế cũng phát hiện ra rằng ăn no trong thời gian dài sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột, đồng thời tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tim mạch, bệnh Alzheimer, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác trên cơ thể con người. Vì vậy, nếu bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh, bạn phải thực hiện chế độ 2 phần đói, 8 phần no. Nhưng làm thế nào để kiểm soát lượng thức ăn? Bạn nên ăn một chút khi cảm thấy hơi đói, không nên đợi đến khi đói quá vì điều này có thể khiến bạn ăn nhiều hơn. Khi ăn, phải bỏ đũa xuống ngay khi bản thân cảm thấy gần no, không nên ăn đến mức quá no. Tâm trạng 2 buồn, 8 vui. Không thể không kể đến ảnh hưởng của cảm xúc đến sức khỏe con người. Thậm chí, ảnh hưởng đến sức khỏe còn nhiều hơn cả lối sống. Chắc hẳn ai cũng đã từng cảm nhận như vậy. Khi cảm thấy cơ thể không được khỏe hoặc khi cơ thể bị ốm thì những thay đổi về cảm xúc sẽ rõ ràng hơn và mọi người sẽ dễ cáu kỉnh, lo lắng hơn. Ngược lại, khi tâm trạng không tốt sẽ khiến cơ thể kiệt sức, trường hợp nặng có thể xuất hiện cảm giác khó chịu như kém ăn, đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh. Đây là tác động của cảm xúc đến sức khỏe. Do đó, nếu mọi người nhìn mọi việc bằng tâm thế 2 buồn, 8 vui và kiểm soát được cảm xúc của mình thì họ sẽ giảm được rất nhiều phiền muộn và trở nên hạnh phúc hơn. Mọi thứ trong thế giới con người dường như đều có những điểm khác biệt riêng, nhưng chúng cũng có những quy luật nội tại của riêng mình và con người cũng vậy. Chỉ khi hiểu được quy luật của cuộc sống, con người mới có thể ứng phó với thiên nhiên và có được tuổi thọ khỏe mạnh. Quy tắc vàng 28 về sức khỏe dường như rất đơn giản nhưng lại khó có thể đạt được nếu không lưu tâm. Sau tuổi trung niên, nếu con người duy trì được điều luật này thì tuổi thọ sẽ nằm trong bàn tay bạn.